Bác nào ở đây mà có cái tầm tài chính loanh quanh khoảng hơn 300 triệu thì có thể cân đối cho em chiếc xe gầm cao này các bác nhá. Với cái chiếc xe này thì em cũng chia sẻ thẳng thắn với các bác đó là gì ạ? Các bác phải suy nghĩ rằng là tầm tài chính loanh quanh hơn 300 thì cái xe này các bác đừng nghĩ về xăng, đúng không ạ? Chúng ta bỏ ra có hơn 300 thôi, nhưng ngược lại thì chúng ta sẽ được một chiếc xe to này, đúng không mọi người? Rất to này, 7 chỗ, số tự động, đi khỏe và đi rất là sướng các bác ạ. Em nói chân thành với các bác là công nhận là cái xe Fortuner máy xăng đi sướng. Còn thì xăng thì đương nhiên là nó phải tốn rồi, bởi vì nó là chiếc xe mang cái khối động cơ 2.7. Những con này của em nó một cầu. Đó, một cầu số tự động các bác nhá. Em xin nhắc với các bác đây là chiếc xe Fortuner 2.7 máy xăng một cầu số tự động sản xuất 2012 các bác ạ. Màu xám lông chuột. Con xe này thì cụ thể bây giờ em đang bán cho các bác với giá là 360 triệu. Thì chiếc xe này nó sẽ không dành cho các nhiều đa số đông đâu các bác, bởi vì nó tốn xăng. Em cũng phải chia sẻ với các bác là nó tốn xăng. Nhưng mà cũng các bác nào mà đi mà khéo đi thì cũng không quá tốn đâu mọi người. Đi là sướng, với cái tầm chỉ có loanh quanh hơn 300 thì các bác được một cái chiếc xe gầm cao 7 chỗ này. Đó. Số tự động mà lại còn màu xám lông chuột khá đẹp đúng không các bác? Trời đang mưa thì em xin phép mọi người là em quay nhanh một vài mẫu xe em còn đang bán tại cửa hàng để cho các bác tiện theo dõi và nắm bắt mọi người nhá. Còn là Fortuner này của em nó sản xuất 2012, nội thất đẹp. Xe chạy hơn 10 vạn các bác nhá. Hơn 10 vạn các bác ạ. 7 chỗ ngồi ạ. 360 triệu, xe sản xuất 2012 màu xám lông chuột các bác ạ. Đó, em xin chia sẻ lại với các bác tức là gì? Đa số thì chắc chắn sẽ không thích chiếc xe này bởi vì nó tốn xăng. Không phải ai cũng dám mua chiếc xe này. Nhưng bác nào mà có tầm tài chính loanh quanh ở hơn 300 chưa biết mua xe gì thì các bác có thể cân đối chiếc xe này thì khá là hợp lý mọi người nha. 7 chỗ chúng ta đi ít hàng ngày, chúng ta đi ít khoảng hoặc bác nào công chức hoặc nhà nước hoặc mà làm cái đi làm hàng ngày khoảng 5 đến 20 cây số thì con này thì hợp lý quá các bác ạ. Đó. Còn chiếc xe Focus này là sản xuất 2010 hatchback một đầu số tự động sản xuất 2010 các bác nhá. Em bán cho các bác chiếc xe này với giá là 190 triệu. Em lại hạ nhiệt các bác ạ. Em hạ nhiệt chiếc xe này còn 190 triệu để cho các bác nào tham khảo ngó qua đây. Và hơn nữa đây em có một chiếc xe Hyundai Grand i10 sedan số tự động sản xuất 2020. Xe chạy 5 vạn cây số em đang bán cho các bác với giá là 330 triệu các bác ạ. Tiếp tục thêm bên này, em mới về được một chiếc xe Toyota Vios E số tự động sản xuất 2021 các bác ạ. Đó, sản xuất 2021 và xe chạy 7 vạn cây số tự động các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 418 triệu các bác ạ. Hôm nay em mới về thêm được một chiếc xe Xpander 7 chỗ này các bác này. Sản xuất 2020, em bán chiếc xe này loanh quanh 500 các bác ạ. Đó. 5 đồng nhô các bác nhá. 500 nhô một chút thôi ạ. Hôm nay ở Hà Nội thì trời vừa mưa vừa nắng nên là em xin phép là quay nhanh báo giá qua sơ bộ để cho các bác nắm qua những cái xe mà em còn đang bán tại cửa hàng các bác nhá. Em xin nhắc lại với mọi người, đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander 1.5 số tự động sản xuất 2020. Xe chạy hơn 4 vạn cây số, em cam kết với các bác là xe này của em là không dịch vụ các bác nhá. 2020 form của 2021 các bác ạ. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 501. Đó. Màu trắng các bác nhá. Thật sự là bác nào đang muốn mua Xpander đẹp không lỗi thì em có chiếc xe này là đáp ứng đủ nhu cầu các bác nhé. Em bao các bác là check test hãng này hay là check test ở bên Anh Đức chữ tín hoặc là check test ở bên nơi nào cũng được các bác ạ. Đó. Nội thất đen, xe chạy 4 vạn cây số, xe lên camera hành trình này, loa tép này, dàn kính cách nhiệt này, thảm sàn này. Đó. Nguyên bản các bác nhé, xe thì em cũng chưa cho dọn nên nó vẫn đang có hơi vài vết bẩn, các bác thông cảm ạ. Đó. Sản xuất 2020 ạ. Con này thì đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi, đúng không các bác? 6 lít trên 100 cây thôi, 7 chỗ. Chính ra con này các bác ạ, đi 7 người nhá, đi đủ tải ấy, thì nó không yếu đâu mọi người ạ. Đi đủ tải nó không yếu một tí nào cả. Đó. Em đang cho dọn vệ sinh nên là hơi bừa bộn một tí các bác nhá. Rồi đi sang con Vios này.
Đây là chiếc xe Toyota Vios E số tự động, sản xuất 2021, xe chạy 7 vạn, tên tư nhân biển Hà Nội, màu trắng. Con xe này em đang chào bán cho các bác với giá là 418 triệu các bác nhá. Giá trên em thấy rất là hợp lý cho một chiếc xe đời như thế này rồi các bác ạ. Đó. Màu trắng. Đây, các bác có thể ngó qua nội thất đây. Con này là số tự động các bác nhá. Ghế da này. Ghế da có rất đẹp đúng không các bác? Nội thất đẹp tươi, 7 vạn xịn các bác nhá, em không tời không tua ạ. 418 triệu con xe Vios này em thấy sẽ phù hợp với rất là nhiều người này các bác này. Bởi vì đa số người dân Việt Nam chúng ta là rất thích đi những cái dòng xe Toyota Vios như thế này. Đó. 418 triệu. Toyota Vios E. Rồi tiếp tục này, đây là chiếc xe Hyundai i10 sedan 1.2 số tự động, sản xuất 2020, tên tư nhân biển tỉnh. Con xe này chạy hơn 5 vạn cây số, em đang bán cho các bác với giá là 328 triệu các bác nhé. 328 triệu. Sản xuất 2020 các bác ạ. Đó. Nội thất đẹp sạch sẽ rồi các bác nhá. Xe không lỗi mọi người nhá. Đó. Đây là nội thất đây các bác này. Xong ạ. À, chiếc xe này em cũng xin phép mọi người là em hạ nhiệt còn 190 triệu các bác nhá. Em chốt với các bác là 190 triệu. Hồ sơ cầm tay rồi, con xe này em làm chi tiết rồi. Đây là chiếc xe Ford Focus sản xuất 2010. Nhập xin lỗi mọi người, sản xuất 2010 một đầu, số tự động. Xe chạy hơn 10 vạn và đẹp lắm mọi người ạ. Con xe này thì nó có va chạm nhẹ một chút ở cái phần này các bác nhá. Đấy là em cũng chia sẻ thẳng thắn với các bác là nó va chạm nhẹ một chút ở phần này, không đáng kể được các bác ạ, nó không ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của chassis. Đó. Nội thất của con này thì nó quá là tuyệt vời rồi. Bởi em nghĩ kiếm được một chiếc xe cùng đời thì em nghĩ là hơi khó để một kiếm được con xe mà còn nguyên nội thất nỉ như này các bác ạ. Đẹp đúng không các bác? Rồi. Em chia sẻ thêm với các bác về con Ford Escape này. Con Ford Escape này thì thế này các bác ạ. Em cũng chốt cứng với mọi người là hôm trước em hạ nhiệt còn 175 triệu cho chiếc xe Ford Escape này, thì ngày hôm nay em hạ nhiệt nó xuống còn 173 triệu. Em cũng chia sẻ thẳng thắn và chi tiết con này rồi các bác nhá. Hồ sơ em sẵn cầm tay rồi, em bán cho các bác 173 triệu về các bác đi đăng kiểm với khoảng 3 triệu nữa. Và các bác sang tên hết khoảng 3 triệu nữa là 6 triệu. Thì xong xuôi coi như là 180 triệu là các bác sẵn dùng chiếc xe này, là gồm cả sang tên mình rồi thì nó quá là hợp lý rồi các bác ạ. Còn đương nhiên là các bác người dùng mua đương nhiên rẻ nữa thì các bác càng thích rồi, nhưng chúng em lỗ. Em lỗ rất nhiều chiếc xe này rồi và em cũng chia sẻ thẳng thắn với các bác là lỗ các bác ạ. Chứ em không kêu. Em không kêu mọi người nhá. Ý em đang câu nói chia sẻ của em là em hạ nhiệt xuống, em cắt lỗ đi để em bán chiếc xe này cho các bác, cho người dùng mọi người nhá. Em chỉ thích bán cho người dùng thôi ạ. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây. Thế nên là bác nào mà thích chiếc xe nào, kết chiếc xe nào thì các bác alo cho em. Đó. Ý kết này là 2009 các bác nhá.